Vâng, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Đây là buổi tập ngày mùng 8 tháng 8 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Như vậy là trong buổi tập ngày hôm nay chúng ta đã chào đón sự quay trở lại của Tuấn Anh. Còn đây là những diễn biến đầu tiên ở buổi tập ngày hôm nay. Những bài chuyền bóng ở phạm vi hẹp, nhanh và dứt khoát đang được các cầu thủ thực hiện. Xử lý nhanh ở trong phạm vi hẹp là điều mà chắc chắn rồi. Đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ phải tập rất nhiều, phải rất nhuần nhuyễn khi mà đối đầu với những đối thủ có thể hình tốt hơn chúng ta. Đây cũng là một thế mạnh của đội tuyển Việt Nam, nhưng lúc này các cầu thủ cần phải lấy lại cảm giác một cách nhanh nhất. Trung vệ Duy Mạnh, có thể nói tinh thần tập của các cầu thủ đang lên rất cao, thực sự rất là tích cực. Còn đây là Thanh Bình, một cầu thủ có thể hình tương đối tốt của hàng hậu vệ của chúng ta. Đây chính là hình ảnh của Tuấn Anh, cầu thủ đã quay trở lại tập cùng với các đồng đội rồi. Như vậy là ngày hôm nay thì Tiến Linh và Văn Toàn vẫn sẽ phải tập riêng. Huấn luyện viên thể lực Park thì vẫn luôn là người điều khiển những phần khởi động đầu tiên ở những thời điểm đầu tiên của các cầu thủ. Sau đó thì các cầu thủ chuyển tới bài bóng ném quen thuộc của mình, kết hợp với những tình huống chuyền bóng ở bên dưới. Vừa phải dùng chân, vừa phải dùng tay ở những cái không gian chật như thế này, đó là điều mà mong muốn các cầu thủ cần phải xử lý một cách nhanh nhất và phải tập trung đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Đây là Hồ Tuấn Tài, cầu thủ lâu lắm rồi mới quay trở lại đội quốc gia Việt Nam, và ngày hôm nay thì Tuấn Tài cũng là người có những chia sẻ với truyền thông và báo chí. Sau khi vận động ở một cường độ cao thì các cầu thủ sẽ được nghỉ một chút. Đây là một bài tập thực sự rất thú vị, mang lại rất nhiều những sự sảng khoái và giúp cho các cầu thủ có thêm được những cái năng lượng tích cực trước khi bước vào những quá trình tập tiếp theo. Huấn luyện viên Park Hyo-gun là một người rất vui vẻ và hòa đồng với các cầu thủ. Anh cũng là một người có lứa tuổi tương đối giống với các cầu thủ, khoảng cách là không quá xa. Chúng ta đang nhìn thấy các cầu thủ rất vui vẻ đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chuyển đến hình ảnh của Tiến Linh và Văn Toàn. Tiến Linh và Văn Toàn vẫn đang tập hồi phục để nhanh chóng lấy lại thể trạng tốt nhất để quay trở lại tập cùng với các đồng đội của mình. Những phần tập của Tiến Linh và Văn Toàn thì luôn có sự theo sát của hai bác sĩ của đội tuyển quốc gia của chúng ta, bác sĩ Huy Thọ và bác sĩ Anh Tuấn. Chắc chắn rồi, Văn Toàn chắc chắn rất muốn hồi phục một cách nhanh nhất để có thể trở lại tập cùng với các đồng đội của mình. Tiến Linh thì sau hai buổi tập đầu tiên thì bạn ấy đã bị căng cơ và đang phải tập hồi phục cùng với các bác sĩ. Văn Toàn và Tiến Linh luôn là những người rất vui vẻ. Ngày hôm qua chúng ta đã nhìn thấy những hình ảnh hậu trường của Văn Toàn ở khách sạn Grand đúng không ạ? Văn Toàn là một cầu thủ rất hóm hỉnh. Còn đây là người đồng đội của Văn Toàn, Tuấn Anh đã trở lại, đã có thể tập cùng với các đồng đội một cách bình thường rồi. Hy vọng là Tuấn Anh sẽ có được thể trạng tốt nhất và mang lại những hy vọng cho tuyến giữa của đội Việt Nam ở trong những trận đấu sắp tới. Những trận đấu sẽ thực sự rất khó khăn. Một nụ cười luôn thường trực trên môi của Tuấn Anh. Sau khi tập với cường độ cao thì cầu thủ sẽ được thả lỏng và nghỉ ngơi trong một ít, sau đó lại quay trở lại với những nhịp độ. Quang Hải với một mái tóc mới, xoăn mì tôm đúng không ạ?
số 19 của đội Việt Nam đang là một niềm hy vọng dành cho rất nhiều các cổ động viên. Chúng ta đang nhìn thấy kỹ năng chơi bóng bằng tay của Quang Hải cũng rất tốt đúng không ạ? Chân tay như một luôn. Những pha bàn bóng nhanh của Quang Hải đã trở thành thương hiệu rồi. Còn đây là đội trưởng Quế Ngọc Hải. Có vẻ khả năng chơi bóng bằng tay của Quế Hải không tốt. Khả năng chạy chỗ cũng sẽ được phát huy ở những tình huống như thế này, tạo ra khoảng trống và không gian để có những tình huống xử lý nhanh của các đồng đội. Và những bài tập này vừa tạo ra sự sảng khoái, vừa rèn rất nhiều kỹ năng chạy chỗ hay là những tình huống phối hợp, tính đồng đội với nhau của các cầu thủ. Bây giờ đến lượt Quang Hải bị hầm. Nào, chúng ta cùng xem nào. Quang Hải có khả năng đánh đầu cũng rất tốt đúng không ạ? Dù thể hình không thực sự là quá ấn tượng. Cầu thủ phải duy trì làm sao cho bóng không chạm đất. Dùng tay và dùng đầu, không được dùng chân. Còn đây là hình ảnh của các thủ môn của chúng ta. Văn Toản, Tấn Trường và Văn Hoàng đang khởi động riêng cùng với huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Thế Anh. Văn Toản đang hy vọng lấy lại phong độ tốt nhất của mình. Một cầu thủ quan trọng đóng góp cho tấm huy chương vàng SEA Games của U23 Việt Nam. Tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên của môn bóng đá nam của chúng ta. Sau khi trở về câu lạc bộ Hải Phòng thì Văn Toản đã không có được phong độ tốt nhất và anh đang rất cố gắng để tìm kiếm phong độ của mình. Còn đây là streamer Tấn Trường, một trong những phóng viên thường trú của đội tuyển Việt Nam tại khách sạn. Luôn luôn cập nhật với trên trang cá nhân của mình, cũng như là những chia sẻ rất thú vị và hóm hỉnh của cầu thủ người Đồng Tháp. Tấn Trường đã có một màn hồi xuân thực sự. Còn đây là trợ lý Lee Jang Jin, người sắm vai điều khiển chính thức khi mà thầy Park vắng nhà. Chúng ta đã nhìn thấy những hình ảnh ở phía bên kia thì Văn Hậu đang tập hồi phục với các bác sĩ. Như vậy là cũng có một những cái thông tin vui, đó là Văn Hậu đã ra sân để tập hồi phục cùng với các bác sĩ. Hy vọng là cầu thủ của hậu vệ của chúng ta sẽ sớm trở lại. Chúng ta đã có thể thấy rằng là thể trạng của cầu thủ luôn được duy trì rất tốt. Khi mà họ không tập, khi mà xã hội giãn cách thì các cầu thủ tập ở nhà. Chúng ta thấy không nhiều cầu thủ béo lên đúng không ạ? Đó, những hình ảnh của Văn Hậu đây, đang tập hồi phục. Cầu thủ sẽ uống nước sau những cái bài vận động với cường độ cao của mình. Hà Đức Chinh thì vẫn luôn là một gương mặt thực sự rất hóm hỉnh. Tiếp tục là những bài dẫn bóng vượt chướng ngại vật và dứt điểm vào khung thành. Hot Boy Baby Minh Vương sút trượt. Hồ Tuấn Tài. Chúng ta nhìn thấy phía xa có những cầu thủ của các đội trẻ của tuyển nữ cũng đang ngồi ở góc sân để theo dõi những người đàn anh của mình tập. Lúc này ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thì đang có nhiều cầu thủ của U22 Việt Nam lên tập trung sớm để chuẩn bị bước vào những ngày hội quân. Ngày hội quân sẽ diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 8 tới đây.
Như vậy là cả U22 Việt Nam, cả đội tuyển quốc gia và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập song song tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Hoàng Đức. Hoàng Đức là một cầu thủ cực kỳ kỹ thuật và một cú vẩy má ngoài. Tiếp tục sẽ là Văn Thiết. Có vẻ Văn Thiết là một hậu vệ, do đó anh không phải là người dứt điểm cầu môn tốt. Hoàng Đức rất thuần thục đúng không ạ? Bùi Hoàng Việt Anh. Một tình huống xử lý đúng một phẩm chất của một hậu vệ đúng không ạ? Còn đây là ai đây? Số 8 có vẻ là Trọng Hoàng. Rất uy lực nhưng ra ngoài. Tuấn Anh thì vẫn rất kỹ thuật. Lê Tiến Anh, người ở cùng phòng với Tuấn Anh. Hà Đức Trinh. Tiền đạo mà sút trượt nữa thì thôi rồi. Quang Hải thì vẫn vậy, vẫn là những tình huống xử lý lắc léo. Không những là đưa một bóng vào mà anh ấy còn đưa tận hai trái bóng vào gôn cơ. Hồng Duy Pinky rất nhẹ nhàng. Thành Trung. Lý Công Hoàng Anh, một gương mặt được thầy Park tin tưởng ở trong những lần. Đây là Phan Văn Đức, cầu thủ của Sô Lam Nghệ An, cũng là một gương mặt rất đáng chờ đợi. Đến đây thì buổi livestream lại của